Quý vị thân mến, những ngày tháng 7 gợi nhắc cho chúng ta về quá khứ hào hùng của dân tộc, về những đau thương mất mát nhưng cũng đầy tự hào bởi tinh thần quả cảm chiến đấu một lòng vì đất nước, vì nhân dân. Và ngày hôm nay 27 tháng 7, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Chuyển động 24 giờ xin được cùng quý vị ôn lại những câu chuyện lịch sử qua những trang nhật ký đẹp nhất mà chúng tôi gọi là nhật ký thời hoa lửa. Chiến tranh là cái gì nhỉ? Cuộc sống trờn vờn như bóng ma. Ai là kẻ ưa thích chiến tranh? Không, không phải chúng ta. Chúng ta hiểu rất rõ chiến tranh là một cái gì gần, rất gần với sự kết thúc. Chúng ta phải hy sinh cho cuộc sống. Đúng, cái cần bảo vệ nâng niu hơn hết chính là cuộc sống. Chúng ta ra đi, xông pha để dùng cái chết ngăn ngừa cái chết. Mẹ kính mến, thư này tới mẹ là con đã đi xa rồi. Chắc mẹ đau buồn lắm. Lớn lên trong vòng tay mẹ từ khi còn trứng nước, chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành. Giờ con đi xa là để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu đời mẹ đã đau khổ nhiều. Nhưng mẹ hãy lau nước mắt để sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ. Coi như con đã sống trọn đời cho tổ quốc mai sau. Thưa quý vị, đó chỉ là hai trong số vô vàn những trang nhật ký, những bức thư được viết trong cuộc chiến. Chủ nhân của những trang nhật ký, của những bức thư ấy, sau chiến tranh, người còn, người mất. Nhưng tất cả đã góp phần khắc họa những trang sử chân thực nhất về những năm tháng cả dân tộc lên đường đi kháng chiến. Nhắc về những năm tháng ấy là nhắc đến sự khốc liệt, sự hy sinh. Trong những trang nhật ký, những trang thơ của những người ở lại hôm nay vẫn thầm kể câu chuyện về tuyến đường 20 quyết thắng, sợi dây kết nối chi viện miền Bắc với miền Nam, nên được ví là chảo lửa khi phải hứng chịu hàng loạt trận B-52 giải thảm. Ở đó có những cô gái thanh niên xung phong kiên định bám đường làm nhiệm vụ, dẫu biết chắc rằng có thể sẽ hy sinh. Một câu chuyện được kể từ hang Tám Cô, tỉnh Quảng Bình, những năm về trận chiến năm 1972. Giữa Trường Sơn núi đồi trùng điệp, không bia mộ, chỉ tấm bia chung. Tiểu đội 8 người cùng một quê hương, như tuổi thơ đến trường, bạn bè trong tổ, cùng lứa tuổi xuân, một ngày nhập ngũ. Đã hy sinh chung một ngọt lẻ. Trở lại chiến trường xưa, bà Lê Thị Hưng, ông Nguyễn Đức Thắng, ông Trương Văn Tị giờ đã bạc nửa mái đầu. Thế nhưng ký ức về ngày lịch sử 14 tháng 11 năm 1972 vẫn không hề phai nhạt. Sau một tiếng bom chồi, khối đá bằng nửa trái núi sập xuống, chặn kín miệng hang. 8 thanh niên xung phong kẹt lại trong đó. Cuốc, gậy, xà beng cũng không làm khối đá ngàn tấn xoay chuyển một ly. Nước, cháo hay lương khô bẻ vụn cũng chẳng thể len qua khối đá dày. Bên ngoài gào tên đồng đội, đáp lại là tảng đá lặng câm. Tiếng các chị, các anh lặng dần, chỉ còn gió nuôi. Hãy ngủ đi em, bỏ
xóm thù tàn ác đã lấp cửa hàng rồi, nghe tiếng các em xin các bạn mà tìm anh sao quan hãy chia chở cho đồng đội của bạn còn lại, bởi bao ngày rồi mà không cứu nổi các em tôi. Hàng cũ còn đây, con đường còn đó, sắt son một lời thề với đất nước quê hương. Sớm bám cầu bám đường, trên kiên cường dũng cảm tuổi thanh xuân, em dâng hiến cho non sông. Chiến tranh đã qua đi nhưng tàn dư của nó vẫn còn để lại ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Từ năm 1964 đến năm 1972, hơn 7,8 triệu tấn bom đạn được thả xuống Việt Nam từ Bắc tới Nam. Trong đó có khoảng 8 đến 10% không phát nổ. Theo thống kê thì Quảng Trị là nơi có nhiều vật liệu chưa phát nổ nhất. Và ở đây, trong hòa bình lại có những cô gái trẻ tình nguyện tham gia vào dự án giả phá bom mìn nhân đạo, xóa đi những tàn tích của chiến tranh nơi mảnh đất anh hùng. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hứng chịu mưa bom, bạo đạn, họ là người thấu hiểu sứ mệnh xóa lành những vết thương chiến tranh. Truyền thuyết kể rằng, ở những nơi hoang mạc khô cằn, có một loài hoa vẫn vươn lên mạnh mẽ và tỏa hương. Đó chính là những bông hoa sương rồng gai. Chuẩn bị hino, 3, 2, 1, nổ! Mọi người thường nghĩ những tiếng nổ long trời lở đất chỉ có trong chiến tranh, nhưng đối với những người ra phá bom mìn chúng tôi, tiếng nổ ấy trở thành quen thuộc hàng ngày. Nhưng đôi lúc chúng tôi tự hỏi người dân đã thực sự bình yên hay chưa. Đó chính là lý do bất chấp sự nguy hiểm, có những cô gái vẫn dành cả tuổi thanh xuân của mình để gắn bó với công việc giả phá bom mìn. Họ chính là những bông hoa sương rồng trên bãi mìn đầy hiểm nguy. Đúng 6 giờ 30 phút, tất cả các xe lên đường. Địa điểm ngày hôm nay hai đội khảo sát thuộc thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. Thò hướng Bắc, tên Huy hướng Đông, chị Sán hướng Nam mà Khánh hướng Tây. Khánh ơi, mấy cái tín hiệu dưới gốc tràm á, đào xong em lập đất lại cho họ ngay. Cái sỏi cái gốc tràm của họ, tràm họ chết. Mô tả công việc, thứ nhất là công việc rất là nguy hiểm, vất vả, thức khuya dậy sớm, đảm bảo phải tính an toàn tuyệt đối cao và không được có sai sót. Cứ làm 50 phút, các chị lại được nghỉ 10 phút. Đúng 11 giờ, hai đội nghỉ ăn cơm trưa. Mọi người trong dự án đối xử với nhau rất tốt, rất hòa đồng, công việc san sẻ với nhau. Thực sự mình rất mong muốn được gắn bó lâu dài với dự án. Cũng mong dự án kéo dài thời gian để mình có thể cộng hiện hết. Tiếng kêu chói tai của máy già khi phát hiện vật thể đáng nghi trong lòng đất lại vang lên. Đó có thể là mảnh kim loại, hay là bom, là mìn, hoặc bất cứ phế liệu chiến tranh nguy hiểm nào. Chừng nào những ô vuông trên bản đồ còn chưa được điền kín, các chị vẫn sẽ lại cần mẫn lên đường. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu bằng miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Thưa quý vị, trong những trang lịch sử của đất nước còn có những trang tuyệt đẹp về tình yêu của những người cha, người mẹ, cũng là những người anh hùng thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Trong ngày 27 tháng 7, hôm nay, chúng tôi xin được kể một câu chuyện tình yêu đi qua hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Họ yêu nhau từ trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954 và nối dài tình yêu ấy cho đến ngày hôm nay. Đức hy sinh và tình yêu của họ dành cho đất nước và dành cho nhau là những trang lịch sử đẹp đẽ nhất mà họ dành tặng cho những người trẻ hôm nay.
Cách đây hơn 60 năm, chàng trai Phùng Văn Khẩu khi ấy được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đã gặp cô gái Hà Thị Cay trong một lần tham dự Hội nghị Liên hoan Sinh viên Thế giới tại Ba Lan. Những mối duyên không ngờ khiến hai người nên duyên vợ chồng. Cay có đồng ý lấy anh không? Bây giờ ngoài 80 tuổi, hai ông bà vẫn không quên những lời tỏ tình ấy. Hôm nay sao anh vào triển lãm sớm thế? Là vì anh là nhớ em, anh muốn hỏi em có đồng ý lấy anh không? Thế thì đồng ý thôi. Đồng ý thật hay là đồng ý thôi? Đồng ý thật, không phải là đồng ý thôi. Ở tiếp thì... Một lời hỏi thẳng, chàng trai Khẩu ngày ấy đã lấy được cô Cay làm vợ. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, ông Khẩu lên đường làm nhiệm vụ, bà Cay một mình nuôi các con nhỏ. Ngày bà nghe tin ông hy sinh là chuỗi ngày khủng khiếp nhất. Bà đang làm công tác, có quyền đứa nó gọi: chị Cay anh Khẩu không về đâu, mày đừng có lừa tao, chị cứ ra mà xem. Đúng, ôi dồi, về như trong mơ ấy. Sau đấy là cứ ôm nhau khóc. Tôi lấy ông đi khổ quá, đẻ bốn đứa con, bốn tỉnh, chả có ai cả, tự mình kêu mang. Như bây giờ ông bảo, bây giờ ông bù. Ví dụ như bà cứ tắm gội xong quần áo bà để ông giặt cho hết. Hơn 60 năm chung sống, họ đã nghĩ về nhau như thế nào? Vì là gọi là đảm đang chịu khó lắm. Xe duyên cho số được ông chồng tuyệt vời luôn, vừa được người vừa được nết nhá. Cùng hoàn cảnh với nhau, hai nữa là chung thủy với nhau, là trong trắng. Người em lên Cao Bằng quê anh, lên đèo Khẩu Liêu qua. Tin nhau không nói nhiều lời, những dòng cao tay bạn vội, đâu những lời nàng ngồi. Và thời ấy, mình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi lại nhớ nhau cả đời. Thưa quý vị, chúng ta tự hào về những trang sử mà dân tộc đã đi qua, và chúng ta cũng tự hào về thế hệ người ông, người bà, người cha, người mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Và những ngày tháng 7 hàng năm là dịp để chúng ta sát lại cùng nhau tri ân với những con người đã để lại tuổi thanh xuân đẹp nhất nơi chiến trường và dành cho chúng ta cuộc sống thanh bình của ngày hôm nay.